Thưa quý vị, nỗi nhớ về rơm rạ trên cánh đồng làng, nỗi nhớ về khói bếp cay xè trong khóe mắt tuổi thơ, hay là nỗi nhớ những con đường quê ngày Tết, tất cả đều bệnh mùi nhớ thương trong cuốn sách Mùi của cố hương, sách do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam ấn hành. Xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với cuốn sách qua sự chia sẻ của tác giả, nhà văn, dịch giả. Toàn phân gián, phân chuột hoặc là học ở trong một ngôi chùa, và ngoài sách giáo khoa ra thì không có bất cứ một dụng cụ học tập nào khác, và học sinh thì phải mang ghế ăn cơm ở nhà để ngồi ở trong lớp học. Khi cuốn sách mà ra đời thì tôi nhận được rất nhiều đồng cảm từ những người cùng thế hệ, và tôi nhận ra một điều là những trải nghiệm mà thế hệ chúng tôi đã có thì nó đang dần mất đi ở trong các thế hệ trước. Cho nên là tôi cũng mong là thông qua cuốn sách này có thể là góp phần một chút để lấp đầy cái khoảng cách về trải nghiệm với các thế hệ đó. Ví dụ như ngay trong gia đình tôi chẳng hạn, khi các con đọc những gì bố viết ở đây chẳng hạn thì các con cũng cảm thấy hứng thú hơn với cuộc sống ở quê. Bởi vì các cháu là sinh ra thành phố cho nên là ban đầu về quê là cũng ngại. Ví dụ như ngại bẩn hoặc là sợ côn trùng chẳng hạn. Nhưng mà sau khi mà đọc xong thì các cháu cũng thích về quê chơi và cảm thấy là cuộc sống ở quê nó cũng có một sợi dây liên hệ nào đó với lại những đứa trẻ sinh ra thành phố giống như các cháu.